Chào tất cả các bạn, mình là Trenly đây. Hiện tại thì mình đang phiêu lưu trên vành đai tĩnh lặng trong tựa game Lockroot, một vùng biển vô cùng nguy hiểm ở UP20 này. Thì đến đây các bạn có thể kiếm được những cây nguyên liệu vô cùng dễ dàng bằng cách là các bạn sẽ hạ những con cá mập này. Để có được nguyên liệu thì các bạn sẽ lắp ráp được những cái món đồ mà mình ưng ý và bắt đầu mình sẽ sử dụng những món đồ đó để phiêu lưu ở trong cái vành đai tĩnh lặng này một cách dễ dàng nhất. Thì nguyên liệu đầu tiên mình giới thiệu đến các bạn và anh em đó chính là răng cá mập. Răng cá mập nhỏ mini này thì quá dễ rồi, chỉ việc là chạy thuyền trên vành đai tĩnh lặng thì bọn chúng sẽ xuất hiện. Kế đến là răng cá mập bự. Thì các bạn sẽ đi kiếm những cái con boss như thế này ở trên vành đai tĩnh lặng. Có thể là đi sâu vào Raji luôn, mức độ 5 nguy hiểm. Còn nún đỉnh hơn nữa đi vào mức độ 6. Nhưng mà mức độ 6 thì mình vẫn chưa khám phá ra là nó đỉnh cao như thế nào, vô trọng tới thui à. Các bạn muốn kiếm cá mập này đi đến mức độ 4, mức độ 5 đã có rồi. Có con xuất hiện ở mức độ 2, mức độ 1 luôn. Thì mình farm để kiếm nguyên liệu. Đó chính là răng cá mập đã có rồi. Vậy là răng cá mập và răng sắt mình đã kiếm được. Thì bây giờ mình sẽ quay về. Giờ mình lấy trái đo ra mình quay về để mình lắp cái phụ kiện đầu tiên. Đến đây thì các bạn sẽ đi ngay chỗ của set palm này. Các bạn chạy lên phía trên. Chung vào cái căn nhà này sẽ có một cái con gọi là Sun Hunter. Đến đây thì mình sẽ lắp cái phụ kiện đầu tiên. Là mình sẽ đánh cái con cá mập boss. Và đánh những con cá mập con. Để có được nguyên liệu này. Boss thì dễ, cá mập con thì cũng quá dễ dàng à, đúng không? Ai cũng có thể đánh được rồi. Đây là cái phụ kiện đây. Đó. Một chiếc phụ kiện hiếm. Thì về xem coi là nó tăng cho mình những gì nha. Ở đây nó sẽ tăng cho mình là 50 tốc độ di chuyển. Cộng 10 cái khoảng cách để mình lướt. Và 25% đam. Nếu mà các bạn sử dụng cái này vào đánh ở trong vành đai tĩnh lặng là quá ngon luôn. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục kiếm món đồ thứ hai. Bây giờ là mình phải cần kiếm được cái con mắt. Và kiếm ở bên phía bên kia là 10 viên đá màu vàng. Rồi. Mình sẽ chỉ các bạn lấy hai cái này. Thì về răng cá mập màu xanh cũng như là cái răng cá mập màu trắng thì các bạn cũng đã biết rồi đúng không? Rồi, mình sẽ ra mình mua một chiếc thuyền. Mua thuyền ra vành đai tặng. Thì mình chỉ các bạn luôn, từ bến thì các bạn sẽ rẽ qua thôi. Đây có hai bến nha. Nếu đi bến của mình thì các bạn sẽ rẽ bên trái, còn đi bến phía sau thì các bạn sẽ rẽ bên phải. Rồi cứ hướng này đâm thẳng ra. Thì bây giờ mình kiếm cái nguyên liệu tiếp theo này. Là cái nguyên liệu mà những cái viên đá mà vàng vàng đấy. Các bạn sẽ đánh với những cái con tàu ma như thế này. Hay tàu mà nó bị rẽ rách như thế này nè. Nó không còn nguyên vẹn á, nó xuất hiện. Thì các bạn sẽ sử dụng một trong những trái quỷ nào mà các bạn thấy là đánh dễ dàng, ưng ý. Thì mình sẽ sử dụng Magu. Tại Magu từ trước giờ là nó đánh du biển cũng như đánh tàu là cũng bá cháy một chiếc lửa rồi. Thấy admin cũng nét nét lại rồi. Nhưng mà mình thấy là đánh vẫn còn ổn, vẫn còn tốt chán. Nên là sử dụng Magu để đánh những cái con tàu này. Thì mỗi tàu các bạn đánh sẽ nhận được 3 cái viên đá màu vàng nha. Và 75 nguyên thạch. Không biết kịp cái con tàu này hay không, mình nghĩ là không kịp. Tại thuyền mình chỉ có 2.500 máu thôi. Mà hai chiếc ra nó bắn thì thuyền nào mà chịu nổi. Rồi coi như là mình cũng đã chỉ các bạn kiếm nguyên liệu đá vàng rồi. Nguyên liệu còn lại để ráp được món đồ tiếp theo là cái con mắt đúng không? Một cặp mắt. Thì cặp mắt này thì mình cứ đè đầu lão mập ra mình đập thôi. Lão mập này có nhiều loại lắm nha. Con màu xanh, con màu đỏ, rồi có màu vàng. Những con này nó có những cái năng lực mà nó rất là đặc biệt. Có những cái con á mà các bạn nhảy lên mà đánh bằng Magu như thì á, nó lôi mình xuống luôn. Con này thì nó hiền. Nó dỗ không gây đam nhiều bằng những con kia. Mà các bạn thấy khi mà mình lắp được cái chiếc lắc vào rồi đó, thì mình đánh này, nó tăng thêm 25% sát thương nữa. Nên là mình dỗ Magu những cái con này nó rất là thấm. Tại vì trong cái vòng đó có nói mà, tăng 25% đam Evenci ngoài biển. Cứ ra biển là gặp mấy con này là mình cứ chừa bừa mình chà vô tư thoải mái luôn. Có mấy con cá mập đi tham gia nữa chứ, cá mập con mini. Rồi, không thức tỉnh tộc cũng tiêu nha. Solo mình cũng hơi khó khăn. Nhưng mà các bạn đánh từ từ kỹ kỹ là sẽ được ha. Mình cứ hit and run từ từ, mình bay cao cao một xíu. Trời ơi, nó xé xác mình kìa. Con quỷ này xé xác hả? Đá Godder hình mình rống không?
Và cá mập này là đánh bằng Phật tổ được nha. Nhưng mà mình làm biến, thay đổi trái Phật tổ nên là mình đánh bằng Magu luôn. Chứ các bạn đánh bằng tổ Autolic vẫn được. Nhưng mà cẩn thận, bị nó hấp hành đấy. Rồi mình đã kiếm được cái con mắt ở đây. Con mắt thì nó xím hơn cái răng cá mập màu xanh. Tỷ lệ ra cực kỳ thấp luôn. Có bạn may mắn thì đánh một con thì nó ra một cái. Còn mình thì đánh 3-4 con nó mới ra một cái đó các bạn. Còn răng cá mập màu xanh thì tỷ lệ ra là 100%. Rồi mình quay về. Và bây giờ mình sẽ lắp cái món đồ tiếp theo. Để xem cái món đồ này nó sẽ tăng cho mình những gì nha. Giờ chung vô lắp liền. Lại gặp xanh Hunter nữa. Lắp ráp cho mình. Đây. Mình nguyên liệu rồi nha. 2 răng cá mập xanh, 5 răng cá mập thường, 10 viên đá và 1 cái con mắt. Giờ đã xong. Kiểm tra. Nó tăng cho mình 10 sát thương khi cắn tông bằng kiếm, 10% cooldown, 20 defense khi mà mình đánh du biển ở cái event đó, ở cái vành đai tĩnh lặng á, rồi năng lượng với máu. Thì các bạn muốn mà trâu thì xài cái này, còn mà muốn có đam thì xài cái kia, tùy vậy. Cái nào các bạn thấy thích hợp thì xài, mình cũng đã show cái thông số cho các bạn và mọi người xem rồi đó. Và sau khi đã lắp đặt hai món phụ kiện rồi đó, thì các bạn sẽ được quyền mở khóa cái món phụ kiện tiếp theo, món phụ kiện thứ ba, Monster Mana. Một cây móc neo. Mạc Minh đã show cho các bạn xem. Thì mình cần cái nguyên liệu mới là Electric Queen và hai con mắt. Hai con mắt thì mình đã chỉ các bạn kiếm rồi. Chỉ việc là đè con cá mập Boss Rai thì mình đập thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đi đánh cái nguyên liệu mới cho các bạn xem. Thì nguyên liệu mới này thì việc là mình chỉ vào vành đai tĩnh lặng. Mình chạy thiền vào ở cái mức độ 4, mức độ 5, mức độ 2, mức độ 3 bọn này cũng có. Đây. Bọn cá mình gọi là cá chuồng. Bọn chúng bay và sử dụng điện. Thì việc mình làm thì không cần nặng nề hay là khó khăn gì hết. Chỉ việc là đánh xong bầy cá chuồng này. Thì có con thì nó cho 2, có con thì nó cho 1, tùy. Electric Queen thì mình cũng đã chỉ các bạn kiếm rồi đó. Khá là đơn giản đúng không? Những cái nguyên liệu lắp đặt phụ kiện phụ tùng mình đã chỉ các bạn tất tần tật hết rồi. Giờ cái mình cần kiếm là một cặp mắt của con cá mập thôi. Thì đơn giản mà. Việc là đè đầu thôi. Một mình đè đầu còn nổi mà. Giờ nguyên đám đè đầu thì cá mập thì chịu đầu sao thấu rồi. Ra rồi. Trời hên quá. Cuối cùng cũng đã tìm được cái nguyên liệu này rồi. Giờ là về mình lắp cho các bạn xem nha. Cho các bạn xem cây mỏ neo mà các bạn trông chờ mong đây. Mỏ neo truyền thiết nữa chứ. Lắp đặt. Mình biết đây nè, sau khi lắp đặt xong có bạn sẽ bị hụt hẫng. Mình cũng bị rồi các bạn ơi. Thì các bạn sẽ tìm kiếm ở phần vũ khí. Ủa, sao có mỏ neo truyền thiết, phụ kiện coi, cũng không có luôn. Tìm trong trái quỷ cũng có, nó nằm đâu? Ở đây nè các bạn. Đó, nó chỉ là một cái nguyên liệu thôi. Giúp mình làm cái gì đó sau này. Nên là chắc chắn phải cần cái nguyên liệu này về sau đều chắc chắn hết. Nên là các bạn phải chế hai món phụ kiện để mở khóa cái nguyên liệu này. Đây là điều chắc chắn là không thể nào mà chối được. Thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn mở khóa hai cái món mà giúp các bạn đi ra vành đai tĩnh lặng có một chút an tâm hơn một xíu, có một chút sức mạnh hơn một xíu để các bạn khiêu chiến ở vành đai tĩnh lặng. Còn về cái món truyền thiết này thì mình sẽ tham khảo sau và các bạn sẽ biết nói trong vài clip nữa của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp các bạn trong video lần sau và tiếp theo. Bye bye các bạn nha.